Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2022, chiều ngày 25 tháng 2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã đến thăm, động viên chúc mừng cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Kim Trung. Cùng đi với đoàn có đồng chí Trử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đại diện các bộ, ban ngành của Trung ương và sở ban ngành của thành phố Hà Nội. Lãnh đạo huyện Đông Anh có đồng chí Lê Trung Kiên, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh, đồng chí Nguyễn Xuân Linh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh. Cùng có đồng chí là ban giám đốc và cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Tại đây các đại biểu đã được nghe thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi ngành y tế. Đồng thời, bệnh viện đã báo cáo với Phó Thủ tướng về phương hướng nhiệm vụ khám chữa bệnh trong năm 2022 của bệnh viện, trong đó nhấn mạnh điều trị bệnh nhân COVID-19, đổi mới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để xứng đáng là bệnh viện chuyên ngành tuyến đầu trong phòng chống các loại dịch bệnh. Phát biểu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ các đồng chí là các y bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Với tình cảm chân thành, Phó Thủ tướng đã biểu dương, ghi nhận và gửi lời chia sâu sắc tới đội ngũ ngành y tế nói chung và đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đã luôn là tuyến đầu, luôn làm tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong cuộc chiến chống COVID-19 hơn 2 năm qua. Cả quá trình vừa qua thì toàn ngành y tế, toàn dân, toàn thể các lực lượng, quân đội, công an và các lực lượng. Nhưng mà đầu tiên, tiên phong và cũng là nòng cốt nhất vẫn là lực lượng thầy và thầy thuốc của chúng ta. Rất nhiều lần từ trong tâm dịch lẫn là hậu phương thì anh em bác sĩ đều nói rằng chúng tôi học nghề y ngoài cái lời thề Hippocrates còn nhận cái sứ mệnh của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Bác Hồ. Tất cả mọi người thầy thuốc không quản ngại hy sinh, làm việc không phải để được ghi công, không phải để được tri ân. Nhưng mà tôi nghĩ rằng hơn lúc nào hết, thì chúng ta, Đảng và Nhà nước, cũng phải nói lời tri ân với các đồng chí. Những ai mà đã nằm ở trong tâm dịch, đã chứng kiến đồng bào của mình, đã chứng kiến đồng nghiệp của mình đứng vững được bằng những thứ mà bình thường chúng ta không tưởng tượng được, thì lúc đấy chúng ta mới thấy hết được ý nghĩa hy sinh của người thầy thuốc. Và tôi mong rằng tất cả các cấp ủy Đảng, chính quyền, trong đó đặc biệt là có địa phương của mình, của bệnh viện đóng ở đây, thì tất cả chúng ta tiếp tục tạo điều kiện thật là thuận lợi cho ngành y. Luôn trăn trở và thấu hiểu nỗi khó khăn của ngành y tế, Phó Thủ tướng mong muốn toàn ngành y, nhất là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, là bệnh viện đầu ngành, chuyên trách phòng chống dịch bệnh, luôn luôn phải sẵn sàng ứng phó với dịch. Xây dựng đề án để tăng cường năng lực giám sát, để chủ động ứng phó với bất cứ loại dịch bệnh nào xảy ra. Phó Thủ tướng cũng mong rằng mọi người dân hãy nâng cao ý thức phòng chống dịch. Tôi rất mong tất cả mọi người dân Việt Nam, các thầy thuốc đều nói với tôi rằng họ không cần sự tri ân, cũng không cần cái sự tôn vinh nào cả, mà chỉ mong rằng mọi người dân giúp các bác sĩ làm sao để giữ sức khỏe của mình tốt nhất trong điều kiện bình thường. Đấy là rèn luyện sức khỏe, đấy là tuân thủ các cái hướng dẫn của ngành y về bảo vệ sức khỏe và chăm sóc khi mình có bệnh. Nhưng mà đặc biệt là trong lúc dịch bệnh này, không ai lo cho mỗi người dân bằng chính mình được. Bây giờ chúng ta đã hiểu thêm về dịch bệnh rất nhiều, rất kỹ rồi. Chúng ta không còn hoảng sợ. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và lãnh đạo huyện Đông Anh đã tặng quà cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Kim Trung, đồng thời trao bằng khen của Thủ tướng cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế khen thưởng cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều trị, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh tại tỉnh Bắc Ninh
và thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện cũng đã khen thưởng cho 4 tập thể và 53 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020-2021. Thầy thuốc Việt Nam.